truy nã người phụ nữ vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam. Trịnh Hương bị cáo buộc thuê vận chuyển 4 thùng hàng, bên trong chứa hơn 130.000 viên thuốc lắc và gần 1 kg ma túy dạng đá đưa về Việt Nam. Ngày 20 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội công bố quyết định truy nã đối với Trịnh Hương, 32 tuổi, trú thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo điều tra, quá trình sinh sống tại Đức, Hương có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại Đức và Cộng hòa Séc để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Khoảng tháng 4, 2022, người phụ nữ này thuê vận chuyển 4 thùng hàng, bên trong chứa hơn 130.000 viên thuốc lắc và gần 1 kg ma túy dạng đá. Sau đó, phi vụ này bị công an phát hiện. Sau thời gian điều tra, ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định khởi bị can đối với Trịnh Hương về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị can bỏ trốn, không rõ tung tích nên cảnh sát phát lệnh truy nã. Theo quy định của pháp luật, mọi người dân nếu phát hiện bị can có lệnh truy nã ở đâu, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an nơi gần nhất. Tổng đài 113.